Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tạp chí Thể thao và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tuần này có chủ đề về môn bóng bàn. Trong chương trình sẽ tư vấn những bí kíp trở thành vận động viên bóng bàn giỏi. Tiếp sau đó, mục chỉ dẫn huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn chi tiết kỹ thuật đỡ và trả giao bóng. Cuối chương trình trong một câu chuyện thể thao là câu chuyện về phong trào xã hội hóa xây dựng nhà tập bóng bàn ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu. Thưa quý vị, bóng bàn là một môn thể thao thú vị, có lợi cho sức khỏe, nhưng không phải ai chơi cũng có thể chơi giỏi được. Vì vậy, để trở thành một vận động viên bóng bàn giỏi, bên cạnh tập luyện chăm chỉ thì cần phải có những bí kíp riêng. 1. Nắm vững kỹ thuật chơi bóng bàn. Bạn cần phải học những kỹ năng cơ bản nhất, tập thành thạo các kỹ thuật cơ bản của bộ môn này như cách cầm vợt bóng bàn, cách di chuyển, tư thế đứng khi chơi hay một số nguyên lý đánh bóng xoáy. Bên cạnh học trực tiếp từ huấn luyện viên thì bạn có thể học trên mạng Internet. 2. Xác định lối chơi phù hợp với mình. Xác định lối chơi sẽ giúp bạn tập luyện, nâng cao các kỹ thuật liên quan nhằm nâng cao trình độ cho mình. Bạn nên tự tìm hiểu các lối đánh và đánh giá xem mình phù hợp với lối chơi nào trong các lối đánh tấn công, phòng thủ. 3. Kết hợp suy nghĩ và động tác di chuyển. Sự kết hợp hài hòa giữa suy nghĩ và việc di chuyển cơ thể là một điều cốt yếu, cực kỳ quan trọng trong môn bóng bàn. Để làm điều này tốt thì bạn cần phải tập luyện nhiều và thường xuyên tham gia các trận đấu bóng bàn. 4. Chơi bóng bàn giỏi cần có sức khỏe tốt. Hầu hết những vận động viên bóng bàn xuất sắc trên thế giới đều là người có thể lực tốt, có khả năng di chuyển nhanh và rộng. Vì thế, bạn cần có chế độ dinh dưỡng và chế độ tập luyện hợp lý để có sức khỏe tốt, thể trạng sung sức khi thi đấu. 5. Cố gắng đỡ bóng trong mọi trường hợp. Kể cả luyện tập hay thi đấu thì bạn vẫn nên cố gắng đỡ được quả bóng trong mọi trường hợp. Bạn nên tập thói quen luôn cố gắng đỡ bóng, kể cả những lúc rơi vào tình huống vô vọng nhất. 6. Rèn luyện tính tập trung cao độ. Bạn phải chắc chắn rằng bạn chỉ nghĩ đến trận đấu chứ không nghĩ đến gì khác cho đến khi trận đấu kết thúc. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật là đỡ và trả giao bóng khi đối phương giao bóng sang, để mình thực hiện cái kỹ thuật trả giao bóng cho đối phương làm sao mà để trả qua lưới một quả bóng gọi là quả bóng an toàn sang bên lưới, và để khống chế đối phương không thể thực hiện cái chiến thuật của đối phương. Để muốn làm được cái điều đấy thì trước tiên mình phải phán đoán được cái quả bóng của đối phương nó giao bóng sang xoáy ngang hay xoáy xuống, dài hay ngắn. Đấy, cái đấy là phán đoán, mà muốn phán đoán được thì mình phải hiểu được quả bóng. Khi đối phương tiếp xúc vào quả bóng giữa vợt với bóng thì mình phải nhìn được quả bóng là đối phương là tiếp xúc ngang, trên hay là bên ngang hay bên dưới, thì mình mới phán đoán chính xác được. Đến 80-90% là mình biết quả bóng xoáy đấy là xoáy ngang hay xoáy xuống. Tôi ví dụ trong quả bóng đây, tôi đang cầm quả bóng đây, thì đây là phía trên, tôi để cái chữ là phía trên và phía dưới. Đối phương cho dù đối phương bắt đầu vào thực hiện cái động tác giao bóng, chúng ta không quan tâm người ta có động tác gì cả, chúng ta chỉ quan tâm cái điểm cuối cùng là khi bóng và vợt của đối phương tiếp xúc với nhau, mình phán đoán xem là người ta tiếp xúc phía trên hay phía dưới. Ví dụ người ta tiếp xúc phía dưới này thì đấy là bóng xoay xuống. Ta sẽ có cái kỹ thuật, mình đã tập kỹ thuật gò rồi, mình sẽ ngửa vợt ra và tiếp xúc bên dưới bóng để đưa trả lại đối phương. Và khi đối phương tiếp xúc ngang bóng thì bóng sẽ xoay ngang. Ví dụ người ta phát bóng từ bên trái sang bên phải mình, chiều bóng xoay ngang nó sẽ bay ngược về bên người ta. Mình phải có cái kỹ thuật gò là mình phải xoay cái vợt để trả lại cái hướng ngược hướng bóng của đối phương. Đấy, tại sao rồi? Giao bóng, đỡ giao bóng là một trong những cái kỹ thuật nó quan trọng nhất trong bóng bàn, và nó tiền đề cho những cái kỹ thuật tiếp theo. Kỹ thuật đầu tiên của đỡ giao bóng này, mình phải trả được giao bóng vào thuận tục vào trong bàn, chuẩn vào trong bàn. Chứ mình mà đỡ giao bóng lỗi, ví dụ bóng lỗi là bóng bổng lên, đối phương sẽ thực hiện được cái chuyến thuật của người ta sẽ đánh và người ta sẽ ghi điểm mình. Và thứ hai là mình đỡ giao bóng bị hỏng, mình có thể là rút lưới hoặc ra ngoài mình thua điểm trực tiếp. Mặc dù kỹ thuật tiếp theo sau là mình rất là giỏi, thì mình làm rất tốt nhưng mình không thể thực hiện được tiếp. Trong thi đấu môn bóng bàn, để đối phó với những cú giao bóng xoáy, giao bóng tấn công của đối phương thì người chơi cần phải nắm vững kỹ thuật đỡ và trả giao bóng khó, nhất là kết hợp kỹ thuật giật bóng xoáy xuống nhằm tạo ra một đường bóng thuận lợi để ghi điểm. Ngay sau đây, huấn luyện viên Ngô Trường Giang, câu lạc bộ bóng bàn Trường Giang, thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn chi tiết kỹ thuật đỡ và trả giao bóng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây thì tôi thực hiện cái động tác giao bóng, động tác cuối cùng. Giao bóng này tiếp xúc bên dưới này, đấy thì nó sẽ là xoáy xuống. Và kỹ thuật thứ hai, mình giao bóng xoáy ngang, tiếp xúc ngang quả bóng, ngang bóng, mình đi xe ngang, bóng ngang này, ngang này, đấy, bóng xoáy ngang, bóng sẽ chạy ngang quả bóng, ngang bóng này, đấy.
ngang bóng thì bóng sẽ bay sang chiều theo chiều xoáy của mặt vợt của tôi, bóng sẽ bay sang này, mình phải đỡ, cách đỡ mình phải ngược chiều xoáy này. Đó, ngửa vào ra, tốt, tôi xuống này, rồi và tôi đóng sáng sinh ngang này, ngang này, đấy, mình phải khống chế lại ngược cái chiều xoáy của người ta, ngang này, nhỏ, tốt, ngang này, nhỏ, cái ngang này. Bây giờ tôi bóng ra bóng xoáy lên này, xoáy lên thì kỹ thuật đỡ bóng, nếu mình phán đoán được mình có thể dùng động tác cơ bản đẩy trái lên này, đấy, nhỏ. Đấy là kỹ thuật đỡ bóng và trả bóng khi đối phương giao sang. Cái quan trọng nhất là mình phải phán đoán giao bóng này, tôi giao bóng lại này, thực hiện này, sẽ xuống này, chém bên dưới này, ò, chém dưới này, ò, ò, phải ngang này, ò. Lưu ý với các bạn này, đây là mình chơi phong trào, 80% là các bạn đỡ giao bóng theo cảm giác, theo cảm ứng tùy của mình thôi, chứ mình chưa biết phán đoán, chưa biết và biết phán đoán đối phương. Nên là mình hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cố gắng nhìn cái động tác và phán đoán khi vợt và bóng tiếp xúc với nhau nhé. Bạn Thiện sẽ thực hiện lại kỹ thuật là đỡ trả ra bóng nha. Đây là tôi đang ra bóng xuống này, chém xuống này, bạn sẽ phán đoán được là đây là bóng tôi xuống, bạn đỡ sẽ không bị hỏng. Đây là bóng xoay ngang. Đã đỡ ngược chiều xoáy của đối phương sẽ không bị hỏng, ngược chiều xoáy đối phương thôi. Bây giờ bóng xoáy lên nha, rồi Đức và đỡ nè, nhẹ nhàng thôi, cúi người xuống rồi. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật tiếp theo là kỹ thuật là giao bóng tấn công. Sau khi mình giao bóng xong thì mình phải có mục đích, có nghĩa mình phải thực hiện cái chiến thuật của mình để giành điểm với đối phương. Thế mình mục đích của mình là gì? Mình giao bóng xoay xuống hoặc là xoay ngang xong, mình phải phán đoán được là đối phương sẽ trả bóng ở đâu để mình thực hiện tiếp tục cái kỹ thuật tiếp theo, đó là kỹ thuật giật bóng xoay xuống để giành điểm trực tiếp. Sau đây tôi sẽ thực hiện giao bóng và thực hiện chiến thuật là tấn công. Tôi giao bóng này, giao bóng xong tôi sẽ lé thẳng góc này luôn nhé. Giao bóng đối phương sẽ cắt sang góc trái, tôi sẽ lé ra tôi tấn công. Đây, bây giờ sau đây tôi sẽ thực hiện lé này, đó, được, tốt. Đi chặn tiếp tục này, chỉ cần tiếp vào nữa.
tiên mình sẽ giao bóng này, giao bóng xong này quay về, quay mặt về phía trước này để xem đối phương là người ta sẽ có thể người ta sẽ gọt sang bên này hoặc có thể người ta sẽ gọt sang bên này. Mình giao bóng xong này mình phải quay mặt về, mình phán đoán này, nhảy về là giật, giao bóng xong này, giao bóng xong này về này, nhảy này giật, chuyển là bàn này. Đúng rồi, đấy. Tốt. Rồi. Cố gắng giật vào bàn thôi. Mình giao bóng xong này, cố gắng di chuyển thật nhanh sang một chút, mình giật dứt khoát động tác lên, mình đừng có giật chậm này. Khi bóng đối phương sang là mình khi mình giật xoay xuống kỹ thuật mình giật đột biến quả bóng này chút, dần nhảy sang phải giật đột biến quả bóng này. Đức vào thực hiện nào. Nhẹ thôi. Rồi tốt. Đánh vào bàn không phải đánh ngã, cố gắng đánh vào bàn. Tốt đó. Đó, giật xoáy lên, đấy. Cứ chờ bóng rồi chúng ta xoáy lên. Mà sát lên, cứ giật tạm luôn. Rồi, tiếp, tốt. Đánh xong tiếp tục thực hiện tiếp đi, thực hiện. Thưa quý vị, một trong những yếu tố làm cho môn bóng bàn phát triển sôi nổi trong thời gian vừa qua, đó là phong trào xã hội hóa xây dựng nhà tập tại các địa phương, tạo điều kiện cho những người đam mê bóng bàn tập luyện thường xuyên. Ghi nhận tại câu lạc bộ bóng bàn Hưng Thịnh Phát ở xã Dân Tiến, huyện Khói Châu. Xuất phát từ mong muốn những người có cùng sở thích và đam mê môn bóng bàn có nơi tập khang trang, cơ sở vật chất hiện đại, đầu năm 2023, ông Nguyễn Đức Biên ở xã Dân Tiến đứng lên vận động nguồn xã hội hóa để xây dựng một nhà tập bóng bàn rộng hơn 200m², có 4 bàn bóng bàn cùng dụng cụ đạt tiêu chuẩn. Kinh phí xây dựng công trình gần 500 triệu đồng, tất cả đều do người tập bóng bàn ủng hộ. Nhà tập bóng bàn này đã đi vào sử dụng được gần nửa năm và không thu phí, đã đáp ứng nhu cầu tập bóng bàn của người dân xã Dân Tiến. Số lượng người ở Dân Tiến này đi đánh rất là đông. Thế cho nên là anh em chúng tôi mới có cái ý tưởng là đầu tiên thì thấy đất nhà chú Hậu Hưng này nó rộng. Thế mà xin quỹ đất ở xã thì nó khó. Thế là tôi mới đặt vấn đề là nhờ vợ chồng nhà Hưng Hậu cắt cho một chỗ đất cho mượn lâu dài. Thế xong rồi là mình sẽ hô hào anh em là ủng hộ tiền để xây dựng cái câu lạc bộ này. Cứ vào buổi sáng sớm và buổi chiều, nhà tập lại trở nên nhộn nhịp bởi nhiều người dân ở các lứa tuổi khác nhau đến tập luyện bóng bàn. Phong trào ngày càng đi lên, vì thế vừa qua, ông Nguyễn Đức Biên đã thành lập câu lạc bộ bóng bàn Hưng Thịnh Phát để việc tập luyện đi vào nền nếp và có tổ chức. Hiện nay, câu lạc bộ có 30 thành viên, tuổi từ 12 đến 70 tuổi. Câu lạc bộ phân công một số thành viên chơi bóng bàn tốt để hướng dẫn những người chơi mới, qua đó thu hút thêm thành viên để phát triển hiệu quả và bền vững. Em lựa chọn chỗ này vì nó gần với môi trường đấy, nó tốt. Với các anh đam mê thể thao là em cũng tập ở đây là thấy phong trào đi lên. Anh em tôi cũng tập trung góp công rồi góp sức rồi là góp tiền để tập trung làm cái khu câu lạc bộ cho anh em chơi cho nó thoải mái. Cái môn bóng bàn này là nó rất là vui, vừa sức khỏe lại vừa giải trí. Mô hình xã hội hóa xây dựng nhà tập khang trang như tại câu lạc bộ bóng bàn Hưng Thịnh Phát, xã Dân Tiến rất cần được nhân rộng để đa dạng thêm các nhà tập thể thao, đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển tại địa phương. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Thể thao và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên số này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.